Chào các bạn, đây là ngày đầu tiên mình từ Melbourne bay về Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh. Trên máy bay ai cũng mệt lắm, tại vì bay cũng phải 9 đến 10 tiếng mà, nên cũng rất là mệt. Nhưng mà ngủ một giấc thì chuyến cũng không lâu lắm. Lâu lắm rồi không về Việt Nam, mình thấy Việt Nam cũng đẹp, cũng ra hết. Bay lâu quá mình đói, ai cũng mệt hết. Mẹ mình ngồi xuống nghỉ ngơi. Jenna, where are we off to now? To Da Nang. Was it stressful? Yeah, too stressful. Why are you wearing a mask? Because you ain't getting corona today. There's a đang bay đi về Da Nang. Thời xuân đến để rồi đi rất nhanh, giọt nước mắt rơi về nơi cuối trời. Giờ đây tiếng yêu không thành lời. Thật xin lỗi với ta. Tự nhiên cái ông này qua và lấy cái vali của mình đi, cứ tự nhiên như vậy thôi. Ở bên Úc thì cái này rất là lạ, thường người ta phải hỏi mình trước khi mình lấy vali của mình. Gia đình mình hơi to nên mình phải đón hai cái taxi. Đến khách sạn, cô chú đã chờ đón mình. Mẹ mình đang kể mình quên cái máy vi tính ở sân bay ở Úc. Thật ra làm cho mình rất là hoảng. Nó không sao, cái này là ngày đầu tiên. Nếu mà các bạn muốn xem thêm những cái phim này thì cứ qua lại tuần sau, mình sẽ đăng lên thêm.